Thưa anh chị em và các bạn, Chủ nhật mùng 5 tháng 5, chúng tôi đã thực hiện một chuyến công tác bác ái với chủ đề là Hoa dâng mẹ. Những bông hoa bác ái, hoa lòng thương xót dâng cho mẹ mà mẹ đón nhận nơi những người con của mẹ. Những người con của mẹ ở vùng sâu, vùng xa, những người con của mẹ sống nghèo khó, sống khó khăn, nhất là đang trong cơn hạn hán này, hoàn cảnh rất khó khăn. Vì thế chúng tôi chọn địa điểm đó là miền Đông, đi về tỉnh Bình Phước, xuống Bù Đăng, Bù Đốp, nơi những sóc người dân tộc đang còn rất là đói, rất là khổ, rất là nghèo, nhưng rất giàu về lòng tin, nhất là lòng thương xót của Chúa, nơi họ rực lửa, rực sáng, rực cháy. Có khi chúng tôi đến đó để chính lửa lòng thương xót của họ làm cho những ngọn lửa héo hắt, những ngọn lửa héo úa, những ngọn lửa héo tàn nơi chúng tôi được tưới gội, được thắp sáng lên. Chính nhờ lòng tin của những người dân tộc ấy, dân tộc Sì Tiên, dân tộc Cờ Ho và nhiều dân tộc khác. Chúng tôi bắt đầu vào lúc 10 giờ đêm ngày thứ Bảy mùng 4 tháng 5 và kết thúc 10 giờ đêm Chủ nhật mùng 5 tháng 5. Đi công tác bác ái. Có lẽ đối với một số anh chị em trong nhóm thiện nguyện tín thác và khát vọng lòng thương xót, thì đó là một dấu hiệu của niềm vui. Vui vì được thực hành lòng thương xót, được đi chia sẻ. Vui vì lại được gặp nhau, tình mến thương trong từng người luôn tràn đầy. Mỗi lần gặp nhau, tình thương càng đong đầy. Những khuôn mặt thân thương của thiện nguyện tín thác nay lại góp thêm khát vọng từ lạ thành quen, và rồi từ quen trở thành thân. Vui vì những niềm vui bất ngờ Cha luôn mang đến khi Cha cùng hiện diện. Vui vì những giây phút thiêng liêng được thấy Chúa ngay bên trong những giờ kinh trong từng thánh lễ. Vui vì khám phá nhiều điều mới lạ thú vị. Tất cả những niềm vui ấy hội tụ trong những chữ công tác bác ái. Hôm nay là ngày 5 tháng 5, ngày Chủ nhật đầu tháng Hoa, tháng Kính Đức Mẹ. Nhóm thiện nguyện tín thác và khát vọng được các sở đến đây để chia sẻ với bà con trong những tháng nắng hạn, bà con có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nước, thiếu lương thực và thiếu rất là nhiều thứ. Rồi chúng tôi những người thiện chí đến đây để chia sẻ với anh chị em những của ăn vật chất cũng như tinh thần, để mong xoay dịu được phần nào những khó khăn, để chia sẻ những nỗi vất vả của bà con. Chúng ta hân hoan chào anh chị em và bà con một tràng pháo tay thật lớn. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời anh chị em và bà con chúng ta đón nhận vất vả tinh thần từ trước. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Để Chúa chúc không chê bác việc tặng cái thưởng sắc thánh của Chúa, để mỗi lần con mắt thể xác kia mới hình tượng ấy, thì mỗi lần chúng con cũng dùng con mắt kia để suy niệm đời sống các đấng mà bắt chước. Chúng con này xin Chúa làm phép và thánh hóa ảnh trần chúa bên côi trước lòng thương xót những chiếc máy và những cuốn sách đây. Xin đến ngay xin năng tôn sùng lòng thương xót Chúa chiếc ảnh này, xin ơn lời trước bên côi trước lòng thương xót và sử dụng nước để bàn máy và sách đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Từ giờ lời Đức Mẹ Thánh Giuse, Thánh Phúc, Thánh Loan, Phaolô hai truyền cầu. Được Chúa ban muôn vàn ân phúc đời này và phước nghiệp kiểu đời sau, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa anh chị em, những món quà mà chúng gửi đến chị em là cuốn sách Kinh nguyện lòng thương xót Chúa, để cho em biết cách lời Chúa ý lòng thương xót Chúa, để Chúa xin được chữa lành và được Chúa bên tôi. Món quà thứ hai đó là máy radio, các bài giảng lòng thương xót Chúa, để cho em nghe những bài giảng rồi có những chứng nhân và những bài hát đi kèm. Món quà thứ ba là radio sống đời chứng nhân, là những người đã được ơn chữa lành, được ơn hoán cải và quay trở về với lòng thương xót Chúa. Và món quà thứ bốn là những thằng Chúa bên tôi, Chúa ý lòng thương xót, để anh chị em chúng ta biết lần Chúa nâng tôi, Chúa lòng thương xót. Và món quà kế tiếp là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Chúng tôi gửi đến anh chị em nhờ trước tiên là mời anh chị em và các bạn ai cần sách thì tay em
và máy kế tiếp đó là radio lồng phun sốt chú ý bệnh nhân để dành cho những người đau bệnh. Mời anh chị em chúng ta đón nhận để xin mời các bạn ngồi phun bệnh nhân để mang sách xuống trước. Dạ, mấy chị chắc. Bạn sẽ cảm nhận nếu bạn được tham dự. Và nếu bạn không được tham dự trực tiếp thì xin mời bạn cùng với chúng tôi hiệp thông trong những chia sẻ sau đây. 22 giờ đêm thứ bảy mùng 4 tháng 5. Cả nhóm tập trung ở trung tâm triển lãm Tân Bình. Mỗi nét mặt người lên niềm vui, tay bắt mặt mừng như đã xa nhau từ lâu lắm rồi. Một số bạn mới còn chút e ấp vì chưa quen. Sau lời cầu nguyện và chúc lành, gia đình hướng điểm danh người cũ và mới bắt đầu làm quen nhau. Xe chuyển bánh khi trời hòa một màu đen. Có lẽ giờ này mọi người bắt đầu cho giấc ngủ ngon, thì nhóm lại bắt đầu hành trình lòng thương xót đến với những đồng bào dân tộc. Những bạn chưa quen đã bị con ma ngủ dụ khị, những bạn đã từng cùng nhau với hành trình lòng thương xót thì tranh thủ hỏi thăm nhau. Và người anh đồng hành mọi lúc của cha bỗng động lòng thương xót anh em, nên tự nguyện hát những bài tình ca bất hủ để ru ngủ anh em. Những bài hát sâu lắng vang lên trong đêm khuya có thể ru ngủ và cũng ru hồn vào những giấc mộng, đôi khi làm nguôi ngoài nỗi buồn. Nghỉ ở trạm dừng chân, khát vọng và tin thác gặp nhau, chào hỏi tay bắt mặt mừng, cùng chia nhau từng bịch bánh tráng trộn, từng cái bánh ngọt, nghe tình mến thương thấm vào vị cay của bánh tráng, vị ngọt của bánh mì, vị mát của chai nước suối dành cho nhau. Được thức với nhau, được nhìn thấy nhau để nghe những lao sao nhẹ nhàng trong nhau. Xe tiếp tục lên đường. 4 giờ đến trung tâm hành hương Đức Mẹ Thác Mơ. Khu trung tâm rộng lớn, không một bóng người. Hai nhóm tập trung trước tượng mẹ vô nhiễm. Ánh sáng không đủ soi rõ, trời đêm mịt mù, chỉ thấy mẹ như hiện diện giữa không trung, đang dịu dàng nhìn đàn con áo xanh áo đỏ đứng dưới chân mẹ. Quang cảnh bao la bát ngát, cả trăm người nhìn như chỉ là một chút bé xíu trong không gian này. Mỗi một chuyến đi là một khung cảnh khác. Ông mặt trời còn say giấc nồng để dành cho bầu trời một màu đen huyền. Thỉnh thoảng lóe sáng một vì sao, có lẽ đã theo dõi tụi nhỏ từ lúc nào rồi. Những lá cây chợt tỉnh khi nghe lời nguyện cầu tha thiết vang lên trong đêm vắng. Dù lời kinh còn chút ngái ngủ, tiếng hát còn âm hưởng mệt mỏi, nhưng chỉ một thoáng sau, lời dẫn dắt của cha khiến tâm hồn mở rộng. Lời kinh vang lên giòn giã hơn với cả tâm lòng nhấn chìm vào trong chuỗi kinh lòng thương xót. Tiếng hát thanh thoát hơn bay cao dâng lên tâm tình yêu mến dành cho mẹ qua chuỗi kinh mân côi tháng năm, tháng hòa dương mẹ. Tâm hồn nhẹ nhàng bình an. Mọi lo âu vì bệnh tật, vì công ăn việc làm, vì những khó khăn của cuộc sống như nằm im, không dám ho hé nhoi lên trong lòng mỗi người lúc này. Những lời kinh đánh thức ông mặt trời tỉnh giấc, rọi xuống những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Những nét mệt mỏi vì thức trắng đêm biến mất, người lên niềm vui khi tặng nhau những nụ cười. Những gói xôi chia nhau là điểm tâm cho bữa sáng, chuẩn bị một ngày dài những công việc. Những tấm hình ghi lại hình ảnh của người cha cùng lúc nhúc đàn con xanh đỏ chen chân bên nhau sẽ gợi nhớ kỷ niệm khó quên của mỗi người trên hành trình lòng Chúa thương xót. Xe đang bon bon chạy đến địa điểm đầu tiên chỉ cách 20 cây số thì phải dừng lại, vì cây cầu trước mặt quá nhỏ, quá yếu, xe 45 chỗ không thể đi qua được. Một chút trục trặc đầu tiên làm trễ giờ hẹn, nhưng chiếc xe nhỏ 7 chỗ của cha đã giải quyết được vấn đề. Dù nhiều người hay ít người, cứ làm hết sức mình, còn lại Chúa sẽ lo. Nhờ vậy những bao gạo, những thùng mì, nhu yếu phẩm đã được đóng gói 300 phần. Hai xe lớn đến nơi vẫn không hết việc. Nào là chia sẻ món ăn tinh thần, là những tấm ảnh đã được bọc plastic trang trọng, những chuỗi hạt được tự tay các bạn kết từng hạt, nào là những chiếc radio
gói lời yêu thương từ lòng thương xót. Nhưng rất tiếc, những món quà tinh thần ấy lại không được phép trao đến tay của từng người, từng bà con dân tộc đang khao khát đón nhận những món quà tinh thần ấy. Vì người có trách nhiệm ở đó không đủ can đảm để mạnh dạn trao, cho phép trao những món quà ấy. Sợ gì đó thì không biết. Rồi những trái bong bóng, những phần quà vật chất thì được trao. Những khó khăn không chỉ lần này mới có trong những chuyến loan truyền lòng thương xót. Satan, kẻ thù của lòng thương xót, luôn đeo đuổi để tạo ra những khó khăn hòng cản trở việc loan truyền lòng thương xót. Nếu chỉ có gạo mì nhu yếu phẩm thì có lẽ nó thà. Nhưng vì có những món ăn tinh thần vô giá, máy sách ảnh chuỗi lòng thương xót, nên đúng như Chúa Giêsu nói, Satan, kẻ thù số một của lòng thương xót, dùng chính bàn tay của những người đạo đức để cản phá công cuộc này. Người đạo đức ấy, người lãnh đạo tinh thần ấy có biết chuyện đó hay không? Hình ảnh người mục tử của lòng thương xót cúi đầu cầu nguyện bên Chúa Thánh Thể trước khi lên đường đến trạm thứ hai, một chút lắng đọng khi mọi người cùng thinh lặng nói chuyện với Chúa. Không chỉ cầu nguyện cho chuyến đi này, mà xin Chúa đồng hành với cha trong mọi nơi mọi lúc, nâng đỡ và gìn giữ con chim đầu đàn, vững bước cho đàn con noi theo. Đến trạm thứ hai với niềm tín thác, giáo xứ Thống Nhất cách nơi đến 40 cây số. Cha chánh xứ với gương mặt hiền hòa tươi cười ra đón tiếp. Mọi người bắt tay vào việc như những chiến binh chuyên nghiệp, chỉ biết trao tặng niềm vui của lòng thương xót cho những người gặp gỡ. Các bạn áo xanh áo đỏ lớn bé, từng người tận tình ân cần, cứ một người đi với một người, tay ôm gạo, ôm mì, ôm nhu yếu phẩm, và nhất là ôm lòng thương xót Chúa, máy, sách, ảnh, chuỗi, đến với những người vùng sâu vùng xa đang khao khát được nghe về lòng Chúa thương xót. Chợt nhớ lời bài hát, một chiều êm tay trong tay, dìu nhau trong nắng, nghe âm vang nhẹ nhẹ vào hồn. Những nét mặt ánh lên niềm hạnh phúc của người trao và người nhận. Hơn 500 phần quà được trao tận tay với tình yêu từ lòng thương xót. Những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của cha con thấm đẫm tình người. Có lẽ gói xôi từ sáng sớm đã tiêu mất từ lúc nào rồi. Chúa đổ một cơn mưa to cho mát lòng người. Bữa trưa được dọn ra với sự ân cần của hai cha và bà con. Bữa cơm lam đặc sản của đồng bào dân tộc có chút lạ lẫm với người thành phố thật ngon miệng. Và tâm tình của cha xứ luôn khao khát có người chia sẻ mục vụ với ngài. Một mình người mục tử ấy phải chăm sóc 6 sóc người dân tộc rải rác trong vòng 50 cây số. Quả là rất nhiều và nặng nhọc. Hồng ân Chúa quả là như mưa, trận mưa làm cành lá xanh sạch, lòng người cũng tràn ngập niềm vui tươi mát khi nghe tâm sự của cha xứ. Có lẽ sống lâu với đàn chiên, thấm mùi chiên nên cách sống của một người mục tử ấy cũng mang âm hưởng của người dân tộc, hiền lành, đơn sơ và nhân hậu. Mơ ước của cha là mong thật nhiều đàn con được biết đến lòng thương xót Chúa. Đây là một trong những mục tử của lòng Chúa mong ước đích thực. Sau khi nghỉ ngơi, nhóm lên đường đến trạm thứ ba mang cái tên lạ lẫm, giáo xứ Bù Sa Bù Có. Những khu vực chỉ toàn những người dân tộc, đồng bào đang mong chờ có những mục tử, có những người mang tình yêu từ lòng thương xót Chúa đến với họ. Nếu bạn chưa bao giờ hình dung Chúa sinh ra ở nơi nghèo hèn như thế nào, thì hãy đến đây, Sóc Bù Sa Bù Có, ngôi nhà nguyện nhỏ bé khiêm tốn mang dấu ấn của một hang bò lửa nơi Chúa sinh ra. Những cột gỗ đang mục vì mối mọt, những tấm tôn cong queo rỉ sét, những tấm bạt che mưa che nắng đã rách nát, nền nhà cao thấp không bằng phẳng, chưa được lót gạch. Bạn đã từng đến những ngôi nhà thờ to lớn, đồ sộ sang trọng. Bạn có bao giờ nghĩ đến những ngôi nhà nguyện như thế này chưa?
Nhưng trong chính ngôi nhà nguyện mang dấu ấn của Bethlehem này, cha con cùng những người đồng bào đã dâng một thánh lễ thật sốt sắng và ấm cúng. Những lời kinh trọ trẻ tiếng Việt nghe thật dễ thương. Các bạn trẻ tín thác và khát vọng cùng dâng hoa kính mẹ trong tháng năm cũng thật đơn sơ trong sáng. Ở thành phố đông đảo luôn tấp nập bon chen, được đến nơi vô cùng hồn nhiên trong sáng lại khiến như có chút khát khao được trở lại thời đồ đá. Chỉ có mình với ta, không thù với địch. Những nụ cười, ánh mắt của họ chân thật, hiền hòa biết bao. Hoàn tất hành trình chia sẻ 1.000 phần quà lòng Chúa thương xót, nhóm lên xe ra về trong niềm vui và hạnh phúc. Buổi họp mặt chia sẻ trước khi chia tay, cha con cùng điểm lại từng nét mặt thân thương của hai nhóm. Có lẽ chỉ có cha mới nhớ từng nét mặt, từng cái tên của hơn 200 đứa con, cả những tính tình, những nét đặc trưng của từng người. Mỗi người có thể không nhớ được tên, nhưng những nét mặt đã mang dòng máu lòng thương xót của cả hai nhóm sẽ luôn nhớ đến nhau trong từng lần gặp mặt và mỗi ngày trong giờ thánh thiêng. Tiếng cười vui rộn cả khung trời, những cảm nhận, những tâm tình, cả những khó khăn trong cuộc đời mỗi người khi tham gia vào hành trình lòng thương xót được nói ra với cả chân thành. Mới một lần nhưng lại hòa đồng thật dễ dàng. Chưa từng mở lòng mà lại có thể giao tiếp bằng mắt với mọi người. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách sống, nhưng đến với tín thác hay khát vọng lại cùng thông cảm, cùng hiểu, cùng vui để càng gắn bó với nhau hơn trong những chuyến công tác sắp tới. Chia tay nhau ai về nhà nấy, nhưng có lẽ niềm vui nỗi nhớ còn mang theo, và cả niềm mong mỏi được góp mặt trong mọi chuyến công tác. Những lúc được nhìn thấy nụ cười của nhau, được nhận những lời thăm hỏi nhau, được gắp cho nhau từng miếng rau miếng thịt, được uống những ngụm nước ngọt ngào khi mời nhau, được ngồi dựa vai nhau trên xe ngủ gà ngủ gật. Tất cả sẽ là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời, là những nhắc nhở trong cuộc sống, là những động viên vượt qua khó khăn, là những ủi an khi gặp nỗi buồn. Tất cả là hồng ân Chúa ban cho những người đã được tuyển chọn trong hành trình loan truyền tin mừng lòng thương xót đến với mọi người. Thưa anh chị em và các bạn, đây là tâm tình của một người đi tham dự. Và bây giờ thì xin mời anh chị em và các bạn nghe tâm tình của một người không được đi tham dự chuyến công tác bác ái này như thế nào. Thật ra khi con ghi những dòng này, con chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Chuyến đi bác ái lần này, con không thể đi cùng cha, các cô chú anh chị và các bạn. Trước ngày đi, lòng con vẫn tiếc nuối, vẫn thoáng chút buồn, nhưng con tin rằng Chúa đã ban cho con một hồng ân lớn lao, đó là cảm nhận lòng thương xót của Ngài qua những bức hình, qua những chia sẻ lắng đọng mà các cô chú anh chị đã viết, qua những lời kể đầy tâm đắc và hào hứng của các bạn, qua nhiều hình thức khác nhau như cách cha đang truyền lòng thương xót Chúa bây giờ. Không nhất thiết phải cùng nhau họp lại, mà giờ đây lòng thương xót đã được bôn ba khắp chốn đến những nơi xa xôi nhất, những nơi khó khăn nhất và những con người nghèo khó nhất. Còn có thể cảm nhận được một phần nhỏ bé những cảm xúc của cha khi rời giáo điểm tin mừng để đến trung tâm mục vụ. Nuối tiếc có, buồn phiền có, thất vọng có, suy tư trăn trở có. Nhưng quan trọng hơn hết là đón nhận thánh ý Chúa và tín thác vào Ngài. Con cũng đã được nếm trải thứ cảm xúc của những người ở hải ngoại, không thể hiện diện trực tiếp để cùng tham gia chuyến đi, mà là cùng hiệp thông cầu nguyện, cùng chia sẻ những cảm nhận thông qua những khoảnh khắc được ghi lại hay những hình ảnh hoặc video. Con nhận ra một điều rằng Chúa có rất nhiều cách để đến với chúng con. Có thể Chúa cho con chạm vào Ngài một cách trực tiếp, là được gặp gỡ những người con của lòng thương xót mặt đối mặt, là được trao tận tay những phần quà lòng thương xót đến với những tâm hồn cháy bỏng, là được cảm nhận cái không khí tấp nập khi chuẩn bị phần quà lòng thương xót, là cảm giác khó tả khi những giọt mồ hôi đang chảy xuống hai bên gò má giữa tiết trời đầu hè. Hoặc cũng có thể là một cách gián tiếp qua những tâm hình, những thước phim được ghi lại. Khoảnh khắc vui giá ấy bỗng như được lắng lại mãi mãi, bỗng như sẽ chẳng bao giờ qua đi,
bỗng như trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Tấm hình chụp bà cụ với những nếp nhăn hiện ra trên đôi mắt long lanh, đang khao khát đón nhận những cuốn sách, những chàng chuỗi cùng với một nụ cười rạng rỡ khi một thiện nguyện trao cho bà cụ chiếc máy nghe giảng lòng thương xót. Những em bé đơn sơ được mẹ bồng trên tay đang giơ đôi tay nhỏ bé nhỏ nhắn đón lấy những chiếc bong bóng đủ màu sắc. Những cánh tay khỏe khoắn khuân vác những bao gạo, những đôi tay đang thoăn thoắt cột bóng bay, những mái tôn đã cũ được chống đỡ bởi những thanh gỗ có lẽ đã nắng mưa mấy mùa của một ngôi nhà nguyện. Vậy mà lòng thương xót vẫn có thể len lỏi, vẫn có thể chạm đến những tâm hồn đơn sơ, chỉ ao ước được cầm trên tay món quà vô giá là những chiếc máy, những tấm hình, những chàng chuỗi. Khi đọc những dòng chia sẻ kể lại khó khăn mà cha và nhóm đã gặp ở chặng đường đầu tiên, điểm đầu tiên, ngọn lửa lòng thương xót trong con bỗng như được đốt lên mạnh mẽ hơn để luôn sẵn sàng đối diện với bất kỳ những khó khăn thử thách nào. Không một chia sẻ nào nói lên nỗi thất vọng, sự chán nản khi gặp phải sự khó, mà lại càng thêm nhiệt huyết, thêm nhiệt thành để bước đi trên con đường này. Như cha luôn nói, khi cây đinh đã đóng vào tường thì có dùng búa đập mạnh đến mấy cũng chỉ càng làm cây đinh thêm đóng chặt vào mà thôi. Càng cấm cách thì lòng thương xót Chúa càng phát triển mạnh. Càng khó khăn, lòng thương xót Chúa càng đi sâu vào lòng người hơn. Không ai cản trở nổi được đâu. Cũng giống như con, dù rất muốn tham gia nhưng không thể tham gia lại càng khiến con biết quý trọng hồng ân mà Chúa đã ban cho con khi được đi bác ái cùng với cha, cô chú, anh chị và các bạn mà không vướng bận điều gì. Cứ ao ước, cứ đi, cứ dấn thân, cứ dành cả tuổi trẻ, cả thanh xuân cho lòng thương xót, không tính toán trước tương lai, không lập kế hoạch gì lớn lao, ngoài việc đáp lại lời mời gọi của Chúa để chỉ duy nhất một con đường là con đường lòng thương xót. Khi thấy chủ đề của chuyến đi bác ái này là hoa dâng mẹ, con tự hỏi mình lấy hoa gì để mà dâng lên mẹ đây khi mình không hiện diện ở đó. Hoa muôn hình muôn vẻ, hoa muôn màu muôn sắc, những đóa hoa dâng lên mẹ không phải là những vòng hoa sặc sỡ rực rỡ đắt tiền, mà là những bông hoa lòng, những bông hoa không ngại nắng mưa để đến với anh chị em mình, những bông hoa xin vâng, những bông hoa vẫn vươn mình lên để kín múc dòng thác máu và nước từ trái tim Chúa. Dù cho sự dữ cứ liên tiếp xảy đến, dù cho những áng mây đen che phủ bầu trời tăm tối, những bông hoa cùng hiệp ý cầu nguyện, những bông hoa biết nhường nhịn cho những bông hoa khác để cùng nhau triển nở trong khu vườn lòng thương xót. Hãy đi khi còn có thể, hãy dấn thân khi còn sức, hãy hết lòng khi còn cơ hội. Đó là cảm nhận của con sau chuyến công tác bác ái lần này. Xin Chúa cho ngọn lửa lòng thương xót Chúa mãi mãi cháy rực lên trong trái tim của từng người chúng con. Hoa dâng mẹ, hoa lòng thương xót. Con xin chia sẻ cảm nhận của con qua chuyến công tác bác ái. Thật sự mỗi lần đi là mỗi lần đọng lại trong con một cảm xúc khác lạ. Tạ ơn Chúa đã cho con được gặp cha và được đồng hành với cha. Con cảm nhận cha đã lo rất nhiều cho chúng con, kể cả việc rất nhỏ, nhưng bản thân cha thì cứ mặc kệ. Con cảm nhận cha rất buồn khi ở điểm đầu tiên, thể hiện qua đôi mắt đỏ ngầu của cha. Cha muốn lo, nhưng cũng không được. Từ đó, con cảm nhận việc làm bác ái cũng không phải dễ. Trong cuộc sống, đối với con, món ăn tinh thần vô cùng quý giá, mà người ta lại coi thường, lại cấm không cho. Cha lo cho mọi người từng cái ăn, dạy mọi người cách sống. Cha dạy chúng con cách trao quà thật chân quý. Con cảm nhận mọi người nhận quà đều rất quý trọng. Con đã nói chuyện tâm sự với ba chị em ruột người dân tộc ở giáo xứ Thống Nhất để biết thêm hoàn cảnh và cuộc sống của các em. Con lại càng thương họ nhiều hơn. Khi chia tay về, họ khóc và ôm chầm lấy con, làm con cũng không cầm được nước mắt. Dù chỉ mới là lần gặp đầu tiên, nhưng con vẫn gặp lại các em lần nữa chỉ bằng cách con xin các em Zalo để còn liên lạc
và con đã chụp được với ba chị em và con đã gửi tấm hình ấy lại. Họ rất mừng cha ạ. Con cảm nhận không chỉ có tiền mới cho nhau, chỉ cần quan tâm động viên là món ăn tinh thần hàng ngày. Con cũng cảm thấy con còn rất nhiều thiếu sót, nhưng con cố gắng học hỏi được ở cha và các anh chị em trong nhóm, sống hòa thuận yêu thương nhau như anh chị em trong một gia đình. Mỗi chuyến bác ái là một nỗi niềm khác nhau. Trong hành trình thực thi lòng thương xót Chúa, cha đã cùng chúng con trải qua nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn đều có. Trong chuyến đi này, hình ảnh của cha đứng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, cúi đầu cầu nguyện, vâng lời trước những trở ngại khi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm con ghi khắc hình ảnh đó, và hình ảnh đó là điểm sáng trong lòng con. Cảm ơn cha đã dạy con biết tìm bình an trong những biến cố, trong mọi nghịch cảnh. Con thấy Chúa sắp xếp hết mọi sự, Chúa nhìn thấy mọi sự, nên chuyến đi sẽ có vài điểm rơi để chúng ta nhận rõ hơn về những điểm sáng tiếp theo. Và trải qua những điểm rơi với lòng tín thác vào Chúa sẽ đẹp lòng Chúa hơn. Hành trình đến điểm cuối cùng có Chúa soi sáng, đồng hành, cha đã dành trọn yêu thương trao tặng cho bà con lương thực, phần xác và phần hồn, và góp phần cha xứ với cha xứ và bà con trong việc xây dựng ngôi nhà Chúa cho bà con có nơi thờ phượng. Con cảm thấy mỗi chuyến đi con được nhận về cho bản thân nhiều hơn, và rõ nhất là con luôn được ơn hoán cải. Cầu mong luôn được Chúa soi sáng, dù hoàn cảnh nào cũng biết sống tốt, sống đẹp trong suy nghĩ và việc làm. Con nhận thấy mỗi chuyến đi con được lĩnh hội nhiều và chuyển biến cuộc sống của con tốt hơn. Con mong bản thân mình luôn được gắn kết và được tham gia nhiều chuyến đi ý nghĩa như vậy. Chúng ta rồi, mấy bạn mà biết múa thì chúng ta cứ lên. Hoa lồng. Bắt đầu. 1, 2, 1, 2, 3. Anh em ơi, hẹn nhau ra khơi, ta ra khơi, đi về muôn nơi, cho muôn nơi ta niềm vui không ngơi. Ta không ngơi để tình yêu ra khơi, ta ra khơi dù bao chơi vơi, bao chơi vơi không để ta buông lời. Anh em ơi, sẽ đừng lo chơi vơi, mau ra khơi, tôi cũng mau ra khơi với Đức Kitô. Nào anh em ta ơi, mau căng buồm ra khơi, thuyền ta lướt 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 qua ngàn sóng to. Nào có gì lo, Đức Kitô đang cùng ta lướt qua qua muôn ngàn sóng gió. Bạn ơi mau ra khơi, đem tin mừng muôn nơi, cùng chia sớt với hết bao người bốn phương. Phủ lấp tình thương trái tim ai đang sầu vương, đại dương bốn phương có Đức Kitô là đường. Làm cho muôn dân luôn tin yêu cả một Thiên Chúa, cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi, và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời. Nào anh em ta ơi, mau căng buồm ra khơi, thuyền ta lướt 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 qua ngàn sóng to. Nào có gì lo, Đức Kitô đang cùng ta lướt qua qua muôn ngàn sóng gió. Bạn ơi mau ra khơi, đem tin mừng muôn nơi, cùng chia sớt với hết bao người bốn phương. Phủ lấp tình thương trái tim ai đang sầu vương, đại dương bốn phương có Đức Kitô là đường. Nào anh em ơi mau ra khơi cùng Đức Kitô, làm cho muôn dân luôn tin yêu cả một Thiên Chúa, cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi, và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời. Hallelujah! 1, 2, 3, lên đường!